Lưu ý, video có chứa nội dung kinh dị, ma quái, có thể không phù hợp với những người yếu tim hay sợ ma, đề nghị cân nhắc trước khi xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Lạ Kỳ. Như các bạn đã biết, hoặc cũng có thể các bạn chưa biết, ma quỷ luôn là một hiện tượng tâm linh thú vị và nhận được rất nhiều sự chú ý qua các thời kỳ. Dẫu từ xưa tới nay, luôn có hàng tá định nghĩa về ma quỷ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa nào được coi như một khái niệm chính thống hay định nghĩa chuẩn về thế lực tâm linh huyền bí này. Ấy vậy mà con người vẫn tiếp tục theo dệt ra những câu chuyện kinh dị, đủ nhiều để khiến người nghe dựng tóc gáy, thậm chí bị ám ảnh. Một trong số đó là câu chuyện về những con búp bê bị ma ám. Hôm nay, hãy cùng Top 5 Lạc Kỳ điểm qua Top 5 con búp bê bị ma ám, nổi tiếng và đáng sợ nhất thế giới. Búp bê Mandy. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991, khi một người phụ nữ tên Miranda tặng con búp bê này cho bảo tàng Kusnell ở British Columbia, Canada. Bà kể rằng vào một đêm, bà bị đánh thức bởi tiếng khóc lạ dưới tầng hầm. Khi xuống kiểm tra, bà phát hiện cửa sổ mở toang, một con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chằm chằm. Quá sợ hãi, sáng hôm sau, bà đã đem con búp bê tới tặng bảo tàng và người ta đặt tên nó là Mandy. Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa rõ Mandy là con búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức và vào năm 1910 hay 1920. Giờ đây, quần áo của nó đã nhào nát, cũ kỹ, khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nứt. Mặc dù tiếng khóc ám ảnh đã chấm dứt ở nhà chủ cũ, nhưng những điều kỳ lạ lại xuất hiện ở bảo tàng sau đó. Những nhân viên nói rằng sau khi họ ăn trưa về, mọi vật dụng trong căn phòng đều bị đảo lộn, cùng với những bước chân của ai đó xung quanh. Lúc đầu, Mandy được đặt ngay cạnh lối ra vào. Những vết nứt nẻ trên gương mặt cộng thêm nụ cười và cái nhìn bí ẩn khiến nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, người ta đã chuyển Mandy đến một căn phòng riêng biệt. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều người đứng quay phim và chụp ảnh Mandy, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi một luồng sáng kỳ lạ. Rồi chỉ sau khoảng 5 giây, tất cả các máy đều tự động phụt tắt. Thì rằng các phòng khác trong bảo tàng, chiếc máy này hoạt động lại bình thường. Một số du khách kể lại rằng, khi đến thăm bảo tàng, họ cảm nhận như có một ánh mắt luôn dõi theo. Thi thoảng người ta vẫn thấy ánh mắt của Mandy chấp chấp nhìn họ. Nhiều người nhìn thấy con búp bê di chuyển sang một vị trí khác, rồi trong nháy mắt, nó lại trở về chỗ cũ. Búp bê Voodoo Zombie. Búp bê Voodoo Zombie có nguồn gốc từ New Orleans và được bán qua trang eBay cho một người phụ nữ có tên Carol Moran ở Galveston, Texas vào tháng 10 năm 2004. Dành cho những bạn nào chưa biết thì eBay là một trang đấu giá trực tuyến, nơi mà mọi người khắp nơi trên thế giới có thể mua bán hàng hóa và dịch vụ. Tôi có một món đồ thú vị, tôi sẽ bán trên eBay. Các bạn vào đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ có được món đồ. Đơn giản là như vậy. Trang eBay có ghi rõ nguyên tắc dành cho người sở hữu món đồ này như sau: không được phép tháo rời nó ra khỏi tấm bạc đã được ghim chặt. Tuy nhiên, Carol đã phá vỡ nguyên tắc và cho lấy hậu quả nghiêm trọng. Cô khẳng định đã bị con búp bê tấn công hết ngày này qua ngày khác. Khi không thể chịu đựng được nữa, cô đã cất nó trở lại vào chiếc hộp ban đầu có hình như một chiếc quan tài. Thế nhưng con búp bê vẫn tiếp tục ám ảnh cô hàng đêm. Nó bước vào giấc mơ và tấn công cô. Khi đã thực sự kiệt sức, Carol đã tìm cách tiêu hủy con búp bê. Cô đốt con búp bê nhưng nó không cháy. Cô dùng dao và kéo mong chặt nát được con búp bê, nhưng dao và kéo nhà cô đều lần lượt sứt mẻ hết. Cuối cùng cô mang chôn nó ở một nghĩa địa. Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, sáng hôm sau cô thấy nó ở trước cửa trong tình trạng lấm lem đất cát. Bất lực, Carol ra bán lại nó trên eBay. Thế nhưng người mua con búp bê nói với cô rằng con búp bê đã biến mất trong căn nhà của họ. Khi tìm lại được nó, họ đã đem trả lại cho cô gái đen đuổi. Tuyệt vọng, Carol đem bán nó một lần nữa. Và lần này, người mua thông báo rằng cô đã nhận được một chiếc hộp trống không. Lần gần đây nhất búp bê Voodoo thuộc sở hữu của một tự săn ma, Zombie Hunter, vào ngày 21 tháng 4 năm 2008. Anh hy vọng sẽ giải mã được những bí ẩn xung quanh con búp bê Voodoo Zombie. Búp bê Joliet. Tài sản thừa kế là một con búp bê bị ma ám, từ lâu đã trở thành một chủ đề hot cho những nhà làm phim Hollywood. Ấy vậy mà có một câu chuyện được cho là thật. Bà Anna đang sở hữu con búp bê có tên Joliet được thừa kế từ bà cố của mình. Suốt 4 thế hệ, những người phụ nữ trong gia đình bà đều bị nguyền rủa. Mỗi người trong số họ đều sinh ra hai đứa con, một trai và một gái, nhưng đứa con trai luôn bị chết bí ẩn khi mới 3 ngày tuổi. Bà Anna cho biết búp bê Joliet là quà từ một người bạn của gia đình tặng cho bà cố của bà khi bà đang mang thai. Ngay sau đó, đứa con trai của bà đột ngột qua đời một cách khó hiểu khi mới 3 ngày tuổi.
Còn một điều khó hiểu nữa, đó là người bạn đã tặng cái búp bê cho bà cố của bà Anna có phần ghen tị với bà, nhưng chẳng ai biết lý do vì sao bà ta ghen tị. Chỉ biết rằng chính sự cay nghiệt của người bạn đã như một lời nguyền ám vào con búp bê, khiến nó gây ra những bi kịch cho gia đình bà Anna. Xin được nói thêm, hàng đêm trong căn nhà của bà Anna vẫn thường có những tiếng cười khúc khích, rồi tiếng la hét thất thanh. Họ cho rằng đó là tiếng khóc của những đứa trẻ bị con búp bê ma nguyền rủa những năm qua. Cứ mỗi đứa trẻ chết đi, tiếng khóc của nó lại như được thu lại và thêm vào trong con búp bê ma quái. Phần độc ác nhất của lời nguyền chính là ở chỗ con gái của Anna cũng sẽ mất một người con trai, và cái vòng tròn ấy không biết sẽ còn lặp lại cho đến bao giờ. Vì vậy, tính xác thực của câu chuyện này vẫn là một ẩn số, vì theo như lời bà Anna, chỉ những người trong gia đình bà mới có thể nghe thấy tiếng kêu khóc phát ra từ con búp bê ma quái này. Búp bê Annabelle. Vào năm 1970, một người phụ nữ khi đi qua một cửa hàng đồ cũ đã phát hiện ra con búp bê Annabelle xinh xắn và mua về cho con gái mình để làm quà. Cô gái rất thích Annabelle nên đặt nó trên đầu giường. Tuy nhiên, sau đó ít lâu, các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê có thể tự di chuyển qua các căn phòng dù không ai đụng vào nó. Những mẩu dây da cũ kỹ cũng đã xuất hiện với những dòng chữ ngoảnh ngoạc của trẻ con. Có ngày người ta còn thấy con búp bê đứng thẳng dậy trên đôi chân làm bằng vải. Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu đi tìm nhau ngoại cảm để giải đáp về những hiện tượng kỳ lạ. Thì được biết, chồng búp bê Annabelle có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn này nói rằng nó rất thích cô chủ của nó hiện nay và muốn ở lại. Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ con búp bê trong nhà. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ ngày càng gia tăng. Một người bạn nam sau khi đến chơi nhà đã bị búp bê tấn công và cào rách bụng lẫn ngực một cách tàn nhẫn. Cô gái quyết định liên lạc với hai nhà ngoại cảm nổi tiếng. Cặp đôi ngoại cảm này cho biết linh hồn bên trong không phải của một cô bé mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi với các cô gái nhằm chiếm giữ tâm hồn họ. Quá sợ hãi, chủ nhân của Annabelle sau đó đã trao tặng lại con búp bê cho viện bảo tàng huyền bí Warren thuộc là Modus, thị trấn East Hadam, bang Connecticut, Mỹ, và được mọi người ở đây trông giữ. Câu chuyện về búp bê Annabelle đã truyền cảm hứng cho những nhà làm phim kinh dị. Bằng chứng là bộ phim cùng tên của đạo diễn John Leonetti đã khiến không ít người xem phải khiếp vía vì những cảnh quay ghê rợn. Búp bê Robert. Khi nói đến những con búp bê bị ma ám, búp bê Robert của Mỹ được cho là nổi tiếng nhất. Robert thuộc về chủ sở hữu là Robert Eugene Otto. Năm 1906, cô hầu gái Bahamas đã đưa con búp bê cho cậu bé Robert và người ta cho rằng chính cô đã nguyền rủa món đồ chơi này sau khi cha mẹ của Robert có thái độ không hài lòng với mình. Ngay sau khi cô hầu gái này bỏ đi, các sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra, gây rắc rối cho gia đình nhà Otto. Hàng xóm nói với nhau đã nhìn thấy con búp bê di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác khi gia đình Otto đi vắng. Các thành viên trong gia đình chỉ nghe thấy tiếng cười khinh khách lạnh lẽo phát ra từ món đồ chơi này. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc biến mất. Đồ thủy tinh và vàng bạc trong phòng ăn tự rơi, vỡ, quần áo tự bị xé rách, những bộ chăn đệm tự động bò rúm lại, nhỏ nát. Eugene Robert bỗng nhiên yếu dần đi, cậu bé trở nên kỳ lạ. Cứ mỗi tối cậu bé lại lẻn qua cửa sổ và đi lang thang trong đêm. Eugene luôn miệng nói, Robert làm đấy. Dần dần, những câu chuyện kỳ lạ kia cứ liên tiếp xảy ra. Người nhà của Eugene Robert lần lượt ra đi trong nghi vấn. Ngay cả khi Eugene cưới vợ, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Sau khi cưới, vợ Eugene tự nhiên hóa dại và chết không rõ nguyên nhân. Khi Eugene qua đời, Robert được chuyển tới tay người chủ mới. Người chủ mới này cũng không thoát khỏi sự ám ảnh, phá rối của búp bê Robert. Quá sợ hãi, người chủ mới nhanh chóng bỏ đi, còn Robert được trao lại cho viện bảo tàng Martello Key West. Kể cả khi được đưa vào viện bảo tàng, nhiều người kể rằng con búp bê sẽ nguyền rủa bất cứ ai chụp ảnh mà không xin phép nó. Nếu búp bê Robert đồng ý, nó sẽ nhưng nhẹ đầu bày tỏ sự cho phép. Dù khách quên không thực hiện điều này phải quay lại để xin tha thứ vì những gì họ quay được trong chuyến đi bởi những chiếc camera của họ luôn bị hỏng một cách bí ẩn sau đó. Trên đây là danh sách top 5 con búp bê bị ma ám, nổi tiếng và kinh dị nhất thế giới. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có bị ướt quần sau khi xem video này không? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của mình. Hiện tại channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ facebook.com/top5laki. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Top 5 loài chó hung dữ và nguy hiểm nhất thế giới. Vua chó chọi Pitbull.
Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở Anh để làm vật giữ nhà và cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu. Sức mạnh cơ bắp là điểm hấp dẫn và dễ nhận thấy nhất ở loài chó gốc Mỹ này. Hẳn là nhiều thanh niên sẽ xấu hổ khi chứng kiến cảnh chú chó Pitbull này một mình kéo cả chiếc ô tô. Thì tất nhiên là có cả mình.